Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Tokyo Camera. Thì như hôm qua mình đã lên một video cho anh em về DJI Pocket 2 nó sẽ như thế nào đúng không? Và rất may mắn là hôm nay DJI đã gửi cho mình ngay chiếc Pocket 2 này rồi. Và không để anh em chờ đợi lâu nữa thì mình sẽ làm một video mở hộp chiếc Pocket 2 này xem như thế nào. Đây, mình còn chưa cả thèm rạch siêu luôn, nó còn mới cóng còng còng, vừa mới về anh em ạ, nóng hổi. Thế bây giờ mình sẽ thử mở hộp xem nó như thế nào nhá. Ok, và đây là hộp bên ngoài của Pocket 2. Thì anh em có thể thấy hình ảnh của chiếc Pocket 2 đã được nằm ở đây với một cái đầu nghiêng nghiêng. Không biết là có phải chú bé lót chất với cái đầu nghiêng nghiêng hay không, nhưng mà có vẻ như là nó lót chất thật. Chúng ta sẽ có những gì? Bên này thì nó có ghi là chúng ta có những phụ kiện đi kèm. Thì ở đây là có một cái cover này, hai cái adapter chuyển đổi giữa Lightning và USB Type-C, một cái dây đeo, một cái dây nguồn, một cái mini control stick và một cái chip port mount, có nghĩa là một cái ngàm để gắn lên tripod. Đó, nói chung là nó cũng chỉ có vậy thôi. Còn lại bên này là một vài thông tin về sản phẩm cũng như là về cái app để anh em có thể tải. Và cái app để sử dụng Pocket 2 thì nó là DJI Mimo nhá. Anh em có thể tải cái DJI Mimo này về. Còn bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra. Okay, mở ngang nha anh em. Đây rồi. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, được bọc trong một cái túi. Rồi. Có vẻ như là mình thấy nó khá là to đấy. Làm anh không biết bé bỏng hay không. Ok, đây chính là chiếc Pocket 2 được đựng trong cái cover bằng nhựa. Đây là cover bằng nhựa anh em nhé. Rồi, đây chúng ta gọi những cái mút chống sốc thì mình sẽ bỏ cái này ra. Ok, vâng, đây chính là chiếc Pocket 2 của anh em. Rồi, khá là đẹp đúng không? Mình thấy build năm nay có vẻ như là đẹp hơn năm ngoái đấy. Ok, bây giờ mình sẽ để nó đây, cái cover để ra đây. Sau hồi chúng ta có một cái hướng dẫn sử dụng nhanh về cái đống giấy tờ này thì mình xin phép là mình bỏ qua, mình không đọc đến. Bên trong này thì chúng ta sẽ có là những cái dây và những cái phụ kiện đi kèm như lúc nãy mình bảo. Chắc chắn là sẽ bên trong này là có cái hộp joystick rồi. Đây. Đây chính là cái mini joystick, thì bây giờ mình sẽ bóc cái này ra. Rồi. Đây nha các bạn nhé. Đây chính là cái mini joystick. Nó khá là bé. Nó bé hơn so với những gì mình nghĩ. Đó. Mình tưởng nó to to lắm nhưng mà không, nó cũng bé bé thôi, nhưng mà khá là xinh và hay. Mình cái joystick này mình sẽ lắp vào sau, mình sẽ để nó ra đây. Ok, và đây là cái ngàm này, các bạn có thể gắn lên cái chân này, các bạn tháo cái bên dưới này ra và các bạn lắp cái này vào. Đó, thì là chúng ta sẽ lắp được cái Pocket 2 này lên cái chân máy ảnh để anh em có thể tùy ý sử dụng hơn. Rồi, ok, đây là phụ kiện thứ hai. Bên trong này còn khá nhiều phụ kiện nữa, mình sẽ bóc hết ra nhá. Ngoài ra thì chúng ta có những cáp sạc USB Type-C này, một cái adapter, đây là hai cái adapter chuyển đổi từ Lightning sang Type-C. Thì bởi vì là mình dùng máy Android vậy nên là mình sẽ bóc cái Type-C này ra để mình xem như thế nào. Đây, đây nha anh em nhá. Đó. Đây là dây đeo thôi. Vậy thôi, nói chung là trong hộp thì cũng chỉ có như vậy và cũng đã hết đồ rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang là cái nhân vật chính của chúng ta, nó sẽ có những gì. Ok, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc DJI Pocket 2. Wow, khá là xinh và hay. Và cũng đúng như cái gì hình ảnh hãng cung cấp thì ở trên này chúng ta có một cái ống kính. Đó, và trên này thì nó có một cái viền đỏ. Thì theo như nhà sản xuất công bố ở trên phiên bản ra mắt tối ngày hôm qua thì chúng ta sẽ có những thông số về cảm biến như sau. Thì là thay vì là cái cảm biến giống như là Mavic Air 2 thì năm nay cảm biến của chúng ta đã là cảm biến lớn hơn, với cảm biến lên tới là 1.1:1.7 inch, lớn hơn với phiên bản cũ rất là nhiều. Cũng như đó thì độ phân giải được nâng lên là 64 megapixel, so với phiên bản cũ chỉ là 64 megapixel anh em ạ. Thêm nữa là cái góc của nó đã được mở ra là 93 độ, có nghĩa là cái góc quay đã rộng hơn so với phiên bản trước. Cái điều này có nghĩa là đã lắng nghe ý kiến của người dùng ở những cái phiên bản cũ là góc hơi hẹp, vậy nên là trên chiếc Pocket 2 này cũng đã được mở lên. Thêm nữa chúng ta có khả năng quay video HDR này, slow motion 240, và thêm nữa là nó có khả năng zoom lên tới là 4x. Đấy, có Active Track 3.0 và sử dụng AI để chỉnh sửa video. Nói chung là đây là những hãng thông tin mà hãng đã cung cấp. Ok, vậy là mình vừa giới thiệu đến anh em chiếc Pocket 2 vừa về đến Việt Nam. Thì mình nhớ không nhầm chắc là mình sẽ là người lên video đầu tiên của con này, thì anh em có thể tham khảo video này nhá. Thì một vài điểm nữa mình muốn nhấn mạnh là, thứ nhất là cái joystick này nó khá là cứng, nó không mềm như mình nghĩ. Và thêm nữa là cái nút này được add thêm cái chức năng, đó chính là chuyển chế độ quay khi mà các bạn sử dụng trên cái Pocket 2 này. Mình đã vừa thử xong thì nói chung là nó khá là thuận tiện hơn rất nhiều so với những cái phiên bản cũ.
Đó, và mình sẽ dành một thời gian trải nghiệm và sẽ gửi đến video anh em đánh giá chi tiết cái sản phẩm về sau. Còn anh em có ý kiến gì thắc mắc thì đừng quên để lại cho mình một comment ở dưới. Và thêm nữa thì trước Pocket 2 này đang có một chương trình là mua không đồng tại Tokyo Camera, thì link tham khảo của chương trình này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả, cũng như link mua hàng mình để bên dưới. Anh em hãy lên group và fanpage của Tokyo Camera để xem cái chương trình này và tham gia nhé. Biết đâu đấy là được sở hữu chiếc Pocket 2 này với một mức giá rất là hợp lý, đúng không nào? Còn đến đây là kết thúc video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.